thành phố Takasaki hỗ trợ cuộc sống cho người nước ngoài. Bạn phải làm thế nào nếu như bây giờ thành phố Takasaki xảy ra thiên tai? Nếu có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất, lũ lụt, hoặc nếu khuyến cáo sơ tán hoặc chỉ thị đi sơ tán được ban hành, hãy nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn như nhà cao tầng hoặc nơi cư trú an toàn. Khi có động đất, chẳng hạn như hãy nấp dưới bàn để bảo vệ thân thể khỏi các đồ vật rơi xuống. Khi hết rung lắc, hãy kiểm tra các nguồn có thể gây cháy nổ. Bạn có thể nhanh chóng hành động khi xảy ra thảm họa nhờ vào việc chuẩn bị dự phòng từ trước. Bạn có thể xác định vị trí của những nơi nguy hiểm và nơi cư trú an toàn khi xảy ra thảm họa trên bản đồ cảnh báo nguy hiểm được phát ở văn phòng hành chính thành phố. Đừng quên tích trữ dự phòng các thứ như thực phẩm, nước uống, vật dụng cấp cứu, v.v. Khi đăng ký Anshin Hotomeru, hộp thư an tâm, được dùng để thông báo các thông tin khẩn cấp của thành phố Takasaki, bạn có thể nhận được thông tin thời tiết và thông tin phòng chống thiên tai qua email. Ngoài ra, còn có các ứng dụng và trang web hữu ích sử dụng khi thảm họa xảy ra. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây.